58. Phật giáo giảng đường. Nữ cư sĩ Dư Quả Mãn trước kia thường bái viếng Ngài tại động Quán Âm, nhưng từ lúc Ngài rời khỏi động, bà bặt tin tức về Ngài. Bà đã cố gắng dò hỏi tâm tích của Ngài trong nhiều năm qua, nhưng chẳng có kết quả gì. Năm 1956, Quả Mãn bị gãy xương bàn tay, đến nhờ bác sĩ đông y chữa trị. Khi bác sĩ ấy kê toa lồng cốt, tức xương rồng làm thuốc, thì Quả Mãn phản đối. Thưa bác sĩ, tôi không dùng thứ này được vì tôi đang ăn chay. Bên cạnh bà là một bệnh nhân khác, đệ tử Ngài tên Diêu Quả Bạch, nghe thế liền hỏi: thầy của bà là ai? Tôi chưa quy y, nhưng tôi đã từng gặp một vị pháp sư đức độ, chân chánh, tu hành tại núi Phù Dung, động Quán Âm. Nhưng nay tìm mãi mà tôi vẫn không biết Ngài đang ở đâu. Vị pháp sư đó người ra sao? Ngài thường đeo chuỗi hạt trầm hương và trên ngực có một loạt sẹo khắc chữ vạn. À, là thầy của tôi đấy. Đối đáp một hồi, Quả Mãn đã vui mừng khôn xiết vì tìm ra được tâm tích của Ngài. Ngày hôm sau, bà cùng với Quả Bạch đến chùa Tây Lạc Viên. Thân bà to béo nhưng không quản mệt nhọc, bước lên hơn 300 nấc thang, nhất định bái kiến Ngài. Lần này, bà không bỏ qua cơ hội xin thọ quy y. Và sau đó cả gia đình bà cũng quy y Tam Bảo. Bà và một số Phật tử đã đắc lực ủng hộ Ngài trong việc hoằng dương Phật Pháp, cùng phát tâm mua trọn tầng lầu thứ 12 của một tòa cao ốc tọa lạc tại Happy Valley, cạnh vùng đua ngựa của trung tâm thành phố Hương Cảng, để dựng đạo tràng mới, làm nơi thuận tiện cho các Phật tử tu hành. Vì thế, năm 1956, Phật giáo giảng đường được thành lập. Nơi đây, Ngài giảng kinh thuyết pháp và tổ chức những sinh hoạt Phật giáo khác đã được tín chúng cùng khách viếng thăm đến đông đảo cho đến ngày nay. Nguyên cả một bức tường của giảng đường gồm toàn cửa sổ nên ánh nắng chiếu sáng cả giảng đường. Giảng đường được nằm ở tầng cao nhất nên người ta có thể lên mái phẳng của tòa cao ốc một cách dễ dàng, và họ còn trồng rau, kiểng và hoa để cúng Phật. Chính Ngài thường chuyển pháp luân qua những buổi thuyết giảng. Ngài cũng khuyến khích và huấn luyện cho chư đệ tử luân phiên diễn giảng vào mỗi cuối tuần. Lúc những Phật tử trẻ thuần thành không đến được, thì có lão cư sĩ Hồ Quả Vi, đã ngoài 60 tuổi, cũng ra tham gia buổi giảng, và còn vì đại chúng là một bài thơ tịnh độ. Diêu chỉ Tây phương lạc Nhật biên, nhất điều quy lộ trực như huyền, khứ thời bất dụng xuyên hài miệt, bồ bộ liên hoa đoá đoá xanh. Tạm dịch: Tây phương xa thẳm tận chân trời, một nẻo dây đàn thẳng đến nơi. Khi đi chẳng nệ mang giày vớ, mỗi bước hoa sen nở dưới chân. Chúng ta chớ nên cười bà. Bà chính là mẹ của Lý Quả Viễn. Từ ngày được quy y, bà đã chưa từng rời chuỗi hạt tràng mà niệm Phật miên mật. Vào khoảng đầu năm 1962, bà đi thăm bà con và các bạn thân mà bà đã lâu chưa gặp lại. Xong về nhà, bà an tường ra đi. Ngài từng nói, biết thuyết pháp không bằng biết nghe pháp, biết nghe pháp lại không bằng biết hành trì. Bà Hồ quả là một gương sáng đáng cho chúng ta noi theo. Ha ha ha, un san mo di so ha ha.